Những hình ảnh này được người dân ghi lại tại thành phố Hải Phòng vào sáng 25 tháng 7 năm 2023. Nhìn từ xa, vòi rồng cao lớn. Ở khoảng cách gần hơn, mây đen, trời âm u. Trưa 25 tháng 7, ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng xác nhận hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Cát Bà trong sáng cùng ngày nhưng không gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, vật nuôi cho người dân trên đảo. Theo tìm hiểu, một vòi rồng cao hơn 100 mét xuất hiện vào lúc hơn 7 giờ sáng cùng ngày trên vùng biển ngoài khơi thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải. Thời tiết khi đó có gió nhẹ, nhiều mây đen. Sau khi di chuyển dọc theo bờ biển khoảng vài phút, vòi rồng đã giảm cường độ và tan biến. Chứng kiến vòi rồng xuất hiện, nhiều người dân xã Xuân Đám đổ ra xem. Cách đây hơn 10 năm, vào chiều 23 tháng 6 năm 2021, một trận lốc xoáy cũng xuất hiện kéo dài 10 phút, quét qua xã An Lư và Trung Hà của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đã làm 2 người chết và hàng trăm người bị thương. 859 ngôi nhà tốc mái, 16 ngôi nhà sập hoàn toàn, nhiều tài sản của dân bị hư hại. Trường trung học cơ sở xã An Lư sập 4 phòng học, còn trường tiểu học xã An Lư bị sập 6 phòng học. Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy hay lốc xoáy rất mạnh với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi, nhưng do vòi từ trên bầu trời thả xuống. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.